xin sư giải thích câu nói của Đức Phật ở cuối bài kinh tứ niệm xứ tu tập tứ niệm xứ đạt được thánh trí trong 7 năm cho đến 7 ngày ờ, nó có cái vấn đề như thế này nếu như chúng ta miên mật thực hành tứ niệm xứ theo như trong kinh ấy, Đức Phật khẳng định là có thể chứng đắc trong 7 năm mà dài nhất là 7 năm mà ngắn nhất là 7 ngày ờ, Nhưng cái vấn đề ở đây là chúng ta phải thực hành đúng Phải thực hành đúng và phải tinh tấn như Đức Phật đề nghị Có hai điều kiện nha, một là đúng, hai là tinh tấn Sư nhắc để cho quý vị biết cái bài kinh tứ niệm xứ nói riêng và phương pháp thực hành tứ niệm xứ nói chung mỗi một vị khi mà đọc á thì vị đó sẽ hiểu theo cái cách không có giống nhau và từ cái cách không có giống nhau nó đưa đến cái phương pháp thực hành nó không có giống nhau cái sự không có giống nhau này là sự không giống nhau trong cách lý giải và trong rất nhiều những cách không giống nhau đó, quý vị làm sao biết được là cái cách này nó chính xác hay là không chính xác? Ừ. Mà sư tạm gọi là cái khả năng đúng, đó, nó ít hay là nó nhiều thôi, còn chính xác 100%, thì bản thân cái vị thực hành đó, như lời một vị trưởng lão nói, nó nói nó cũng kỳ đó là nếu như mà mình chắc là mình làm đúng đó, thì bản thân vì đó đã chứng thánh rồi chứ không phải chờ tới bây giờ đâu à, cho nên sư tạm hay sư tạm nói là khi đọc và hiểu cái phương pháp thực hành tứ niệm xứ mỗi một vị sẽ có cách hiểu không có giống nhau à, có thể là vị này hội hiểu được một trăm phần trăm chín mươi phần trăm tám mươi phần trăm bảy mươi phần trăm rồi trong cái trường hợp mà 90 phần trăm đi xin nói là tương đối nó cao đi 90 phần trăm thì 90 phần trăm của vị này nó không giống 90 phần trăm của vị kia nó khác nhau ở chỗ nào khác nhau ở cái 10 phần trăm mươi 99 phần trăm của vị này nó sẽ không giống như 99 phần trăm của vị kia nó khác nhau ở một phần trăm cho nên là nó sẽ có khác một chút đỉnh à, mà à, cái tỷ lệ mà đúng càng nhiều thì cái cái sự sai khác nó sẽ không có nhiều. À, bằng chứng là nếu như quý vị đi thực hành tứ niệm xứ ở những cái trường thiền lớn như là pa ốc à, à, mahasi, à, rồi upadita, à, rồi ở thái thì có trường hợp của ngài a cha thì quý vị sẽ thấy là cái cách giải thích nó khác nhau. À, nhưng mà cái cốt lõi nó không có khác nhau nhiều, tức là những vị này chỉ chênh lệch với nhau ở cái cách hiểu về khoảng vài phần trăm còn lại thôi, ừ, cho nên là sư nói cái đầu tiên là phải thực hành đúng cái đó và cái thứ hai điều kiện thứ hai là phải nỗ lực tinh tấn, cái sự nỗ lực tinh tấn mà được Đức Thế Tôn đề nghị ở đây đó đó là gì? tâm vị ấy hoàn toàn trong chánh niệm ha đương nhiên là giới phải trong sạch rồi giới trong sạch tâm vị ấy hoàn toàn chánh niệm cụ thể là gì từ lúc vị ấy thức dậy cho đến lúc vị ấy chìm vào giấc ngủ trong bất kỳ cái sinh hoạt lớn nhỏ thì vị ấy đều giữ tâm của mình trong chánh niệm quý vị nhắm quý vị làm được chuyện này hay không nếu quý vị làm được quý vị có chắc quý vị làm được trong 7 ngày hay không nếu như mình là cái kiểu mà độn căng độn tánh 7 ngày chưa có được quý vị có chắc quý vị vẫn giữ được cái sự tinh tấn đó trong 7 tuần hay không hoặc là 7 tháng hay không hoặc thậm chí 7 năm hay không nếu như quý vị đủ hai điều kiện nha đủ hai điều kiện một là thực hành đúng hai là thực hành tinh tấn đến cái mức độ mà sư vừa mới nói tức là chánh niệm từ khi vừa thức dậy cho đến khi đi ngủ chìm vào giấc ngủ thì chắc chắn là sẽ không khác với lời dạy của đức thế tôn chậm thì 7 năm nhanh thì 7 ngày chắc chắn là có chứng đắc à, còn tinh tấn mình không đủ á thì mình có thực hành đúng đi chăng nữa thì nó cũng vậy à À, như trường hợp mà đức thế tôn đã đề cập khi mà ngài à, à, tu cổ hạnh à, và sau này có nhắc lại ở trong kinh tạng như thế này nè khi mà trà sát ha, cái khúc cây để mà tạo ra lửa đó mà nếu như khúc cây đó nó hơi nóng mà mình đã bỏ ra rồi ha thì sẽ không bao giờ lửa nó có thể cháy được à, nhưng mà nếu như khi mà trà sát như vậy cái uh, nó bắt đầu nóng lên mà mình vẫn tiếp tục trà sát rồi đến khi nó bắt đầu nó bốc khối uh, thì mình vẫn tiếp tục trà sát uh, thì bằng cái sự nổ được tinh tấn như thế um, chắc chắn sẽ tạo nên được lửa cũng vậy đó cái kiểu hành thiền của mình là cái kiểu ngày vài tiếng à, lâu lâu được nhắc nhở thì xiên được vài hôm ừ, rồi thì mèo lại hoàng mèo thì cái kiểu như vậy mà quý vị đòi chứng đắc thì sư thế nó cũng kỳ ha nhắc để quý vị biết là thế tôn nói không có sai nhưng mà cái điều kiện mà để có được nó không phải đơn giản.